Vậy còn sự quan tâm của những đại biểu Quốc hội hiện nay đang có mặt trực tiếp tại nhà Quốc hội sẽ là gì? Thì chúng ta sẽ cùng đến với phần kết nối trực tiếp với phóng viên Hằng Nga. Xin mời chị Hằng Nga. Cảm ơn biên tập viên Trang Linh. Kính thưa quý vị khán giả, sáng nay thì ngay đầu phiên thì nhiều đại biểu cũng đã quan tâm đặt vấn đề chất vấn về bảo hiểm xã hội cũng như là thuế hay là những sai phạm trong kiểm toán. Và ngay bên cạnh tôi lúc này là đại biểu Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng trao đổi với ông để có thêm những góc nhìn về vấn đề này. Thưa ông ạ, tại kỳ họp trước thì nhiều đại biểu cũng đã đặt ra vấn đề chất vấn về quản lý bảo hiểm. Và tại kỳ họp này thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tiếp tục đặt ra vấn đề để chất vấn Bộ Tài chính về vấn đề này. Thì theo ông điều này có ý nghĩa như thế nào ạ? Chúng ta thấy rằng là kỳ trước thì các đại biểu cũng rất quan tâm đến cái vấn đề về bảo hiểm, không phải chỉ trong cái nội dung chất vấn mà kể cả khi xây dựng cái dự thảo cái luật ngân hàng tổ chức tín dụng thì rất nhiều đại biểu cũng nói về vấn đề liên quan đến cái bảo hiểm. Bộ Tài chính thì sau đó đã có cái hành động là đi thanh tra các cái cơ sở bảo hiểm, đặc biệt là thanh tra cái hoạt động về bảo hiểm thông qua ngân hàng. Đợt này thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội lại chọn trở lại vấn đề này để chất vấn, và chúng ta nhìn thấy là từ đầu đến giờ có lẽ cái nội dung được đưa ra quan tâm nhất vẫn là vấn đề của bảo hiểm. Điều chứng tỏ rằng là chúng ta đã có những các cái biện pháp để chúng ta yêu cầu cái cơ quan quản lý hành động, nhưng chúng ta không gọi là dừng tại đó mà chúng ta phải bám đuổi, chúng ta phải quyết liệt, đặc biệt là những vấn đề mà nó liên quan đến trực tiếp lợi ích của người dân. Và cái thị trường bảo hiểm lại là một thị trường nó hết sức có tiềm năng trong cái cơ cấu thị trường tài chính. Nếu mà chúng ta không có một cái bám đuổi quyết liệt để chúng ta chấn chỉnh ngay những vấn đề sai phạm, những vấn đề trục lợi hiện nay, thì nó sẽ làm biến tướng thị trường này và nó sẽ làm hỏng cái sự phát triển của thị trường. Do vậy tôi cho rằng là cái việc mà lựa chọn cái chủ đề này và các đại biểu quan tâm rất là sâu sát những vấn đề này để buộc các cái cơ quan về quản lý và những tổ chức về hành nghề, người ta phải có cái thay đổi và người ta phải có cái hành động quyết liệt hơn nữa để đưa thị trường bảo hiểm đấy nó trở lại một thị trường đúng với chức năng, đúng với bản chất của nó, và là một thị trường lành mạnh, là mang lại lợi ích cho bản thân những khách hàng tham gia một cách hiểu biết rõ ràng, và đặc biệt là cái đóng góp của thị trường bảo hiểm vào cái phát triển thị trường tài chính của nền kinh tế. Vâng, một vấn đề nữa mà đại biểu cũng đặt ra chất vấn trong sáng hôm nay được quan tâm đó là trách nhiệm cấp phép của Bộ Tài chính về cấp phép casino và các trò chơi điện tử. Ông đánh giá như thế nào về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Tài chính về nội dung này ạ? Vấn đề liên quan đến cái cấp phép casino và các cái trò chơi điện tử cũng như là cá cược, cái đây là những vấn đề mới, vấn đề rất là nó trong cái tương lai phát triển của Việt Nam mình, đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta đang mở cửa hội nhập và chúng ta đang xác định là cái ngành du lịch nó là một trong những cái ngành mũi nhọn quan trọng của Việt Nam. Và như vậy thì những cái hoạt động này là cái mà chúng ta bắt buộc phải nghĩ tới, và rõ ràng đây cũng sẽ là một cái hoạt động nó gắn liền với cái việc là chúng ta có thể thu hút được khách du lịch và cũng tạo ra được các cái nguồn thu nhất định. Bộ trưởng thì đã trả lời khá là rõ ràng về những các cái cơ sở casino đã được cấp phép và thực tế hoạt động ra làm sao, kết quả của nó như thế nào, đóng góp của nó với lại nền kinh tế cũng như là các cái hoạt động về việc làm. Chúng ta nhìn thấy là những casino mà đã được cấp phép ấy, thì rõ ràng là cho đến lúc này về cơ bản chúng ta nhìn thấy nó rất là lành mạnh và nó không có cái hậu quả gì đáng tiếc, và cái việc như vậy chúng ta đã thực hiện là khá đúng cái phương châm là chúng ta sẽ tạo ra những cơ hội cho những khách du lịch, cho những người người ta quan tâm. Thậm chí kể cả những casino mà cho phép người Việt vào như là ở Phú Quốc ấy, thì ngay Bộ trưởng thông tin rằng là ban đầu thì đến trên 60% số người Việt tham gia, nhưng lúc này thì cái cơ cấu khách hàng người Việt chỉ còn giảm xuống có trên 30%. Điều chứng tỏ rằng là cũng không phải là những vấn đề gì nó có cái yếu tố cái gây ra những lo ngại. Một vấn đề mà các đại biểu cũng quan tâm là ngoài những cái casino và những các cái trò chơi điện tử đã được cấp phép rồi, thì trong tương lai các cái khu du lịch lớn là Bộ trưởng cũng đã chỉ ra là sẽ được tiếp tục phát triển những các cái loại hình này. Nhưng còn một cái hoạt động nữa là cái hoạt động gọi là cá cược cho những cái trò chơi, ví dụ như là đua ngựa, ví dụ như là đua chó hay là những các cái cá cược bóng đá. Rõ ràng đây là một cái hoạt động nó diễn ra khá phổ biến và gần như có nhiều cái người dân người ta cũng có quan tâm những vấn đề này. Tuy nhiên thì chúng ta hiện nay thì chúng ta chưa cấp phép được cho cái hoạt động cá cược. Đây cũng là điều rất là đáng tiếc, bởi lẽ là nếu như chúng ta mà không đưa cái hoạt động này vào hoạt động một cách chính thức, chúng ta không tạo ra được một cái sân chơi để có cái sự quản lý, thì rất có thể nó sẽ biến tướng và nó tạo ra những các cái trò chơi nó không còn giải trí nữa mà nó mang tính chất như là cờ bạc. Và thậm chí chúng ta đang nhìn thấy rất nhiều những cái vụ mà cá cược đen, cá cược thông qua những cái tổ chức không chính thức, nó đã gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng, và hơn nữa chúng ta cũng không có được các cái nguồn thu
chúng ta không quản lý được thì chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội. Do vậy nên đây là một vấn đề tôi cho rằng cũng rất cần phải quan tâm. Xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của đại biểu Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về góc nhìn của ông liên quan đến bảo hiểm cũng như là cấp phép cho hoạt động kinh doanh casino, cá cược và trò chơi điện tử. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được trở lại trường quay ạ.